Rồi, limited đúng không ạ? Nghe cả tiếng gõ hay là tiếng đóng cửa? Đấy. Gần như là không có gì khác biệt so với chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Toàn bộ dây chuyền nhà máy lắp ráp ở Hải Dương thì được đầu tư rất là nhiều và cũng đã được triển khai khá lâu rồi. Tháng 7 này đây thì chính thức về cái mẫu xe lắp ráp trong nước với những đầu Forerunner như là XL, là XLS, Limited hay Wildtrak. Chỉ còn Ranger Raptor là chúng ta nhập khẩu nguyên chiếc thôi. Hiện nay thì giá bán của Forerunner Limited vẫn không thay đổi, 799 triệu đồng. Và quý anh chị đang có nhu cầu mua xe này, tìm hiểu xe này, nhận khuyến mại đó, báo giá thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên màn hình giúp em, vì một số quy định về chào giá nhé. Đó, Ranger Limited thì dành cho những quý anh chị nào tìm hiểu xe lần đầu hay đang tìm hiểu về em nó thì đây là mẫu xe có thể nói là thay thế vừa đủ cho Ranger Wildtrak khi mà chúng ta không muốn cố quá nhiều tiền dành cho một mẫu xe lăn bánh đâu đó khoảng gần tỷ. Thì mẫu xe này chúng ta lăn bánh chỉ khoảng hơn 800 một chút thôi và vẫn đảm bảo được đầy đủ những tính năng công nghệ ở trên Ranger Wildtrak đúng không ạ? Đầu tiên là động cơ, chắc chắn rồi. Động cơ trên Ranger Limited, đó, XLT Limited là động cơ turbo đơn 180 mã lực và giống như trên Ranger Wildtrak một cầu thời điểm trước. Đó. Thứ hai là xe được trang bị hệ thống dẫn động hai cầu 4x4. Đấy, có hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Đèn thì vẫn đầy đủ đèn full LED từ pha cốt đến đèn sương mù. Chỉ duy nhất so với Wildtrak thì chúng ta thua một chút về cái cấu hình ở trên xe, ví dụ như là độ tinh tế về nội thất này, trang trí trên xe này. Rồi, giá bán thì hiện nay đa phần những cái mẫu xe Ranger lắp ráp thì đều có chương trình khuyến mại khá là tốt và chúng ta đều có khuyến mại giống như cái thời điểm thị trường cực tốt, được khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng đúng không ạ? Tùy theo từng đầu xe. Cá biệt như một số dòng Wildtrak thì chúng ta để khuyến mại lên đến 60 đến 65 triệu đồng. Tuy nhiên thì nếu như chỉ là xe nhập khẩu thì khả năng chỉ còn một số đầu xe như Forerunner XLS thôi, số tự động một cầu nhé, chúng ta còn xe nhập khẩu. Còn đa phần hiện nay thì chúng ta đều tiêu thụ và bày bán là xe lắp ráp rồi. Quý anh chị có thể yên tâm về chất lượng, giá bán. Khi mình vay mua trả góp những cái mẫu xe như này thì bên em sẽ hỗ trợ vay tối đa từ 75 đến 80% giá trị xe. Và hàng tháng chúng ta có thể chịu cái mức lãi suất dao động vào khoảng 0,7 đến 0,8% trong vòng 5 đến 7 năm tùy vào từ chương trình ngân hàng và điều kiện tài chính của quý vị nhé. Em sẽ liên tục cập nhật những cái mẫu giá xe mới về những đầu xe các hãng để mình có thể cân đối tham khảo thêm. Video nhanh qua về chiếc Ranger Limited thôi. Hiện nay thì cũng là do dịch bệnh nên em cũng không thể đứng review chi tiết được. Rất mong quý anh chị thông cảm giúp em. Đó. Cũng phải nhờ anh em hỗ trợ quay giúp và mình về lồng như này cũng không thoải mái lắm. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mình ngắm xe nhé, giá bán thì cứ để bọn em lo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video khác.